Nếu như trước đây chỉ có phù thủy và tiên mới có khả năng hô biến một vật thành một vật hoàn toàn mới, thì với trình độ khoa học hiện tại, từ từ, không tính các app của các pháp sư Trung Hoa nhá. Thì với trình độ y học hiện tại, đã có thể dễ dàng biến một người giới tính thật là nam trở thành nữ, là nữ trở thành nam. Nó hoàn hảo đến mức chỉ sau khi bạn cưới và sinh ra cái lộn, bạn mới biết là sự thật được giấu kín bấy lâu nay. Biến đổi bằng cách nào ư? Thì chính mình cũng tò mò vãi luôn đấy. Thế nên video này mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá điều đó. Yes. Video này chúng ta sẽ khám phá sự thay đổi ở phần bên trên. Ừ, là ngực đấy, ngực độn. Tất nhiên là nó có thể độn ở cả nữ thẳng, nhưng video này chỉ trình bày quá trình độn ngực ở nam cong. Thì nó cũng tương tự như ở người nữ, nhưng nó khó hơn vì nội tại của người nam thì họ không có tuyến vú. Với lại mấy ông gốc gác lên tảng vẫn là cơ thể của một người nam, mà người nam thì có cơ nhiều, thế nên để độn được thì tương đối là phức tạp và hơi khó khăn. Đầu tiên là phải chọn túi ngực có một rừng size và các thể loại silicon cho các con giời lựa. Cho ai chưa biết nó là thứ gì thì đây là nó. Oh my god. Túi nâng ngực là một loại chất liệu chuyên biệt được chế tạo với những tiêu chuẩn đặc biệt cho mục đích đặt vào trong mô vùng ngực để làm lớn vú theo ý muốn. Nó còn được gọi là mô cấy ngực. Cái các bạn đang quan sát là cái túi ấy. Nó thì được chia làm hai phần. Vỏ là hợp chất polymer với thành phần chính là silicon. Chúng trơ về mặt hóa lý và trung tính về mặt sinh học. Ruột là thành phần bên trong túi, có thể là dung dịch nước muối sinh lý natri clo 0.9%, hay là hợp chất của silicon dạng gel. Trời ơi. Cơ bản thì nó là vậy, cũng như mì gói. Nó cũng có từng phân khúc khẩu vị khác nhau. Túi mentor, túi nano, nano như có gắn chip, túi balegen hay là sepin, vân vân. Sau khi chọn túi và thanh toán, bạn sẽ được làm xét nghiệm tổng quát về sức khỏe. Nếu mọi thứ đều otake, bạn sẽ được gây mê nhẹ và một đường rạch nhỏ ở nách sẽ được tiến hành. Dưới sự hỗ trợ của thiết bị nội soi, bác sĩ sẽ bóc tách khoang trống và đưa túi ngực vào trong, điều chỉnh và cố định vị trí túi ngực một cách hài hòa và cân đối. Sau đó thì khâu chúng lại. Thế là xong, bạn đã có phần trên của một người nữ. Video sau sẽ là quá trình biến đổi phần dưới. Video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu quá trình tăng kích thước vòng 1. Video hôm nay sẽ là cách đổi cực từ cực dương qua cực âm. Nó diễn ra như thế nào? À, mình thì có toàn bộ video mô phỏng về quá trình này, nhưng để phù hợp với chính sách của YouTube nên mình sẽ chỉ lấy những hình ảnh thay thế. Được rồi, đi thôi. Khỏi cần phải nói thì đây là một ca phẫu thuật tương đối là phức tạp. Mục đích thì rất là đơn giản, biến thứ dài dư thành thứ ngắn lõm. Phải cố làm sao để nó chân thật và có thể hoạt động được. Bằng cách nào? Sau đó thì nó có giống hàng real hay không? Thì khi mọi thứ đã được chuẩn bị và kiểm tra, tất cả đều sẵn sàng, thì người nam sẽ lên bàn mổ. Ôi trời ơi. Bác sĩ sẽ gây tê hoặc có thể là gây mê, chứ dao kéo mà đụng chạm vào chỗ ấy thì bố ấy chịu được. Đầu tiên thì sẽ là một đường rạch nhỏ ở dưới bìu, mục đích là để thu hoạch hai quả trứng cút. Tùy với yêu cầu của con chim cút, trứng này sẽ được bảo quản đông lạnh hoặc là đi thẳng đến thùng rác thải y tế. Kế đến thì bác sĩ sẽ bóc tách phần da. Các bạn thì biết cách họ lột ra rắn là đúng không? Tách phần da ra khỏi các phần khác của cậu nhỏ, rồi tiếp tục tách phần đầu ngọc hành, phần ống tiểu và phần mô cương dương. Mô cương dương là bộ phận có thể đánh thức cậu bé. Nó sẽ được loại bỏ vì không thích hợp để tái tạo lại cô bé. Tiếp đó thì họ sẽ luồn lách, móc kéo. Nói chung là bạn phải xem cái video dưới mô tả thì mới hiểu được quá trình này, chứ thật sự thì mình cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào. Sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy, bác sĩ sẽ dùng một bí thuật được đào tạo từ lâu, lộn ngược cái cấu tạo vừa nãy và biến nó thành âm vật, sao cho nó tương đồng với hàng real nhất có thể. Một số câu hỏi chắc chắn là bạn sẽ thắc mắc. Họ vẫn có thể đái chứ? Có, tất nhiên. Nhưng họ sẽ ngồi thay vì đứng. Và sau mỗi lần vệ sinh, họ phải kỹ hơn những người khác. Đơn giản, cơ bản thì những thứ nhân tạo thì không hoàn hảo. Có quan hệ được không? Thì có luôn, nhưng phải nhẹ nhàng và mang áo mưa. Có khoái cảm không? Cũng có luôn. Bác sĩ đã lấy ngọc hành để thay thế cho điểm G ở phụ nữ. Vậy có đẻ được không? Có luôn, đẻ bằng niềm tin. Gì thì gì, nền tảng của họ thì vẫn là một người nam, nên họ không có buồng trứng hay là tử cung. Vì vậy chuyện đẻ là không thể. Về cơ bản thì chỉ cần thay đổi hai bộ phận trên thôi thì là ok rồi. Nhưng để hoàn hảo thì còn phải làm vài cuộc phẫu thuật nữa. Ngoài ra họ còn cần dùng cả hóc môn thường xuyên. Hầu hết các bạn thì được sinh ra tương đối là bình thường, có đúng không? Tức là không phải người có khả năng đặc biệt để có thể vào được học viện X-Men. Hầu hết thì như thế, giống với phần đa mọi người. Video hôm nay sẽ là những trường hợp không giống với phần đa ngay từ khi mới sinh.
Sinh đôi luôn là một tin cực vui với những cặp vợ chồng nào mới cưới. Hai đứa con giống nhau nhưng mà chỉ phải đẻ một lần, mang bầu ốm nghén một lần nhưng lại được hẳn hai, quá là hời phải không? Nhưng đấy là nếu mọi thứ đều suôn. Có một tỷ lệ nhỏ, rất nhỏ là những cặp song sinh sẽ có dị tật. Chúng có thể dính vào nhau theo một cách nào đó. Và dưới đây là một trường hợp như vậy. Hai cô bé này dính liền phần dưới với nhau. Và trường hợp thì còn có hai đầu, có bốn chân, vân vân. Dính liền như hai cô bé này, với trình độ y học hiện nay thì chỉ sau 24 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã có thể tách rời hai đứa bé. Tất nhiên là không có phép màu, và mỗi người chỉ được chia một chân. Sẽ có bạn thắc mắc, nếu không phẫu thuật thì họ sẽ như nào? Thì đây, họ sẽ như này. Kế đến là một anh chàng có trái tim bên ngoài lồng ngực. Bạn biết con rùa này đúng không? Mình đã từng làm video về nó, cùng một trạng thái nhưng nó đã ở người. Trái tim bên ngoài lồng ngực. Hãy thử chạm vào nó xem như nào. Trong những tình huống khó xử như thế này, bạn chỉ cần cười một nụ cười tự tin. Nhưng điều này là không thể với người này. Ngay từ khi sinh ra, ổng không hề có hàm dưới. Ổng ăn hay nói như nó à? Tất nhiên là ổng không thể nói và phải ăn bằng một cái ống ở dưới kia. Nhưng có vì thế mà ông ế? Không, vẫn tán gái vô tư. Đúng vậy, kế bên ổng là vợ ổng. Kế tiếp là một trường hợp quái thai, và bạn nên cân nhắc những hình ảnh sắp được tiết lộ. Không phải là do dioxin, cũng chẳng phải là do tai nạn. Cậu nhóc này bị rối loạn gen trong quá trình phát triển ngay từ trong bụng mẹ. Tuy là chỉ với xác suất rất nhỏ, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị như này. Vài câu chuyện kinh dị mà mình có đọc thì nó có miêu tả về một con quái vật có nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Thì cũng đến mang tai, nhưng nó nằm trên cậu bé này, nó là thật. Đây là một dị dạng hiếm gặp khiến cậu bé luôn cười với một nụ cười ám ảnh. Còn rất nhiều trường hợp kém may mắn nữa, hầu hết thì được sinh ra và mang khiếm khuyết trên cơ thể. Tuy nó không nổi trội về nhan sắc, nhưng mình tin sau khi xem xong video này, phần nào thì các bạn cũng thấy bản thân là cực kỳ may mắn.